ngồi ở trên học viện phật giáo việt nam tại hà nội thì uh, có đọc thêm một cái quyển sách nói về uh, cái nghiệp uh, làm uh, vàng mã mà trong đấy nói rất rõ là dẫn chứng cái đức quán thế âm ngài uh, thị hiện và ngài nói rằng có mấy cái tội những người tạo tội thậm chí là tạo tội uh, tứ trọng ngũ nghịch thập ác đủ duyên bồ tát đó, quan thế âm vẫn có thể cứu được thoát nạn nhưng có mấy cái tội ngài không thể cứu được trên liệt kê ra đây là chúng ta suy nghĩ cái tội thứ nhất là cái tội những người làm mắm những người làm mắm ấy làm mắm tôm ấy mắm ngày xưa làm làm nghề mắm tôm mắm nước mắm các thứ gì đấy vân vân và lúc đầu đọc thì thầy cũng chưa hiểu sâu thế tại sao cái tội người làm mắm làm nước mắm mà họ làm sao mà lại tội đức quan âm không thể cứu được sau khi đọc vào cái phần giảng giải ấy, thì mới thấy là gì họ cái phần giảng giải mới nói là những người làm mắm làm mắm tôm ấy làm nước mắm ấy là tất cả những cái con cá con cua con tôm con ốc con ếch vân vân họ đánh ở ngoài biển về không biết là bao nhiêu tấn bao nhiêu chục tấn bao nhiêu trăm tấn bao nhiêu nghìn tấn Càng làm lớn thì giết hại sinh linh càng càng nhiều. Tất tần tật họ về họ đem họ cho vào những cái bể đó. Họ cho vào đấy hết vào đấy. Bắt đầu cái thân những con tôm, con cá, cua, ốc, ếch vân vân tất tần tật đó. Nó thối rửa ra. Rồi nó đục đầy ở trên đó. Sau đó thì người ta mới rồi chắt lọc lấy cái nước giống như mình nấu rượu á các quý vị. Đấy, thế là ra nước mắm. Ra mắm. Hay là nghề làm mắm tôm cũng thế. Thế thôi. Tất cả những cái con vật giết rồi cho vào đây, cho nó thối lên. Vài tháng, ba tháng, sáu tháng, rồi chỉ cả năm. Thối lên. Ăn. À. Chính vì á tàn sát không biết bao nhiêu các loài thủy tộc, các loài chúng sinh nhỏ bé yếu thế. Chính vì vậy mà những nỗi oan khuất ấy, những oan ra trái chủ ấy, nó dâng biểu nó gì, nó kiện lên Diêm Vương. Thậm chí là nó kiện lên cả gì, Đức Phật luôn đấy Đệ tử của của ngài giết chúng tôi không gì, không một chút thương tiếc. Làm sao mà có thể để các vị thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng, thành A La Hán, thành Bích Chi Phật được, làm sao để các vị về Tây Phương Cực Lạc được? Khi vì đó thì các vị đó còn nợ mạng chúng con rất nhiều. Cho nên các Phật tử chúng ta Đức Phật trong 37 phẩm trợ đạo Thì có cái pháp bát chính đạo Trong bát chính đạo thì có một cái chính đó là gì? Đó là chính nghiệp Tức là nghề nghiệp sinh sống phải chân gì? Chân chính Đó cho nên những nghề nghiệp mà các Phật tử chúng ta chọn để làm Nên làm những nghề nghiệp chân chính Không tổn hại đến mạng sống của chúng sinh Không lừa gạt, gian dối nhân loại Làm đồ mã là đồ giả mà Đồ mã là đồ giả Làm mắm là gì? Là cực ác Nghề làm mắm là cực ác Đấy có mấy cái nghề Nghề thứ nhất là gì? Nghề làm mắm Vì nó cực ác Nghề thứ hai à, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói chính là nghề buôn bán quan tài ấy Nó là có cả nghề buôn bán quan tài Nhưng bây giờ chúng ta là buôn bán quan tài chúng ta phải phân ra hai loại Một loại là buôn bán quan tài là gì? Là vô tư à, Ngày nào có người không may họ mất thì chúng tôi mình đem mình bán thì không sao nhưng các cụ các phật tử chúng ta biết mà Đấy, bán còn hai ba ngày mà không bán được cái nào thì uh, sốt ruột còn gì nữa đúng không cửa hàng thì đi thuê nhân viên khi uh, phải trả lương hai ba ngày đến tuần trả uh, bán được cái nào thì đương nhiên là cái tâm nó khởi lên đi ra đi vào đá thúng đụng mía làm sao cả cái xóm này cả cái phố này mà cả tháng nay hay cả tuần nay chẳng có đứa nào chết <laughs> cả tuần nay chẳng có đứa nào chết thì bà thì bà sống bằng cái gì à, bà sống bằng cái gì cho nên là trong tâm là khởi ra gì ngày nào cũng phải muốn bán được vài gì vài bộ quan tài mà một khởi ra cái tâm ngày nào cũng muốn bán bán được vài bộ quan tài trong khu phố của mình trong xã của mình thì đồng nghĩa là ngày nào chúng ta cũng mong cho có người có người chết đó là khởi ác gì ác tâm ác tính, ác hạnh, ác duyên. Chính vì vậy mà cái tâm ác dần dần nó từ đó nó lớn lên, nó trưởng thành và nó đi vào con đường, con đường ma sự. Chính vì vậy mà chúng ta thấy Đức Quán Thế Bồ Tát Ngài bảo đang hạng người thứ hai mắc tội Ngài khó thể cứu được Đó là chính là nghề buôn bán là quan tài nói vậy thôi ở đây nếu trong hội trường này hay trong phật tử ấy, những người mà nghe giảng và nhà mình đang buôn bán quan tài thì cũng phải xem xét nếu nhà mình không mong với cái mục đích là phục vụ à, thôi à, cả tháng không có người mất thì càng tốt trong khu phố của mình trong xã của mình cả tháng à, hoặc là hai ba tháng mà không có ai mất thì à, có nghĩa là nhân dân đang được bình yên càng tốt có người mất họ đến họ mua thì chúng ta gì Chúng ta bán cho họ bằng cái khởi cái tâm là từ bi thương xót, khổ thân ông ấy, khổ thân bà ấy, à, khổ thân anh ấy, chị ấy còn trẻ như thế mà không may bị bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn hay bị gì đó mà gì? qua đời, thật là gì, thật là đáng thương xót thay. Cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho cứu độ cho cho thần thức của họ sớm được sinh về cõi cõi lành. À, bán hàng như thế thì không sao. Đó. nhưng chúng ta biết rằng đấy để mà làm được như thế thì không phải là đơn đơn giản đối với người người buôn bán chúng ta đấy nó nhiều thứ cho nên là lựa chọn cái nghề nghiệp để làm ăn cũng phải à, suy nghĩ cho nó kỹ vậy đó là cái uh, thứ hai cái thứ ba cái thứ ba mà thầy đọc trong đó thì thấy là đức quan thế bồ tát ngài dạy rằng uh, cái nghề thứ ba mà ngài không thể cứu độ được đó chính là làm người hạng mã. Vì sao mà bảo là không thể cứu độ được? Vì lừa thần dối quỷ. Lừa thần dối quỷ. Lừa thần dối quỷ, lừa gì? Lừa cả nhân gian. Khiến cho cả nhân gian là gì? Phần lớn là mê mờ. Khiến cả nhân gian là mê mờ. bây giờ chúng ta thấy có những cái đám ma, có những cái đám dỗ, có những đám cúng thất thất trai tuần, có những đám cúng ba năm bốn chín, có những cái lễ vô lan ở trong chùa, một số các quý thầy không hiểu thì như kiểu gì mà đốt vàng mã ghê lắm, phật tử cũng đốt vàng mã ghê lắm. Chúng tôi biết là có những ngôi chùa cứ mỗi một vong là một bộ quần áo, nữ thì thêm à, nón nam thì thêm mũ rồi thậm chí gia đình nào có điều kiện thì mỗi vong một cái gì một cái xe may bách hay là một cái xe uh, 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 ô tô thậm chí là gì? mấy năm trước tôi còn uh, đang đi học ấy. hơn hơn hai chục năm trước đang đi học ấy. đến có một cái đám dự một cái đám một cái chùa các cụ đốt cho thì mỗi cụ một cái Boeing 747 à thế tôi mới trêu uh, với mấy thầy cùng học là chả biết ngày xưa các cụ ấy còn sống đã được đi uh, máy bay lần nào chưa nhỉ thế bảo chả biết Bà thấy mình mà bảo bây giờ con cháu đốt vui bảy xuống thế thì các cụ đi làm sao các cụ trong cái cả đời các cụ có lúc còn sống có được đi, đi máy bay bao giờ chưa bây giờ đem uh, cúng cái máy bay cho các cụ xuống thế các cụ làm kiểu gì mà lái được à, mà nuôi uh, lái máy bay thì phải là gì đại gia mới nuôi được mới nuôi được máy bay chúng ta thấy ở việt nam chúng ta mấy năm trước có mấy ông bầu lớn mấy đại gia lớn mua máy bay nhưng dần dần bán gần hết rồi vì sao phải thuê bến bãi thuê uh, phi công thuê đủ các thứ mỗi một tháng như vậy nó hàng phải thuê nó phải chi hàng tỷ cho gì vài tỷ cho cái máy bay ấy cuộc sống các cụ lúc còn sống một lần cưỡi máy bay đi máy bay từ đây vào thành phố hồ chí minh chưa chắc đã được đi bây giờ đùng một cái đúng là giàu lên một cách gọi là bất ngờ nó bỏ ra vài triệu nó mua một cái boeing 747 nó nó, nó, nó đốt, nó hóa và nó dâng cho các cụ và Các cụ ở dưới có sướng không? Chắc chắn không Một số những vị theo cái tín ngưỡng dân gian Họ nói là đốt vàng mã ở dưới kia nhận được cứ đốt là dưới kia nhận được và nói rằng đấy có cái vong linh nó nhập vào cái bà đồng ấy nó kêu là ở dưới kia không có tiền tiêu cho nên đốt xong một cái ở dưới thì cười khinh khách ra bảo là từ giờ trở đi là gì là không thiếu thốn gì nữa và còn dặn là mỗi năm là nên đốt cho cho các cụ một lần như thế vân vân À, chính vì xuất phát từ những cái mê lầm như vậy cho nên chúng ta thấy nhà nước chúng ta, chính phủ chúng ta mấy năm trước về bộ văn hóa cũng có cái 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 chỉ đạo à, cấm đốt vàng mã trong các khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia, văn hóa cấp tỉnh, trong đó có đền chùa, miếu mạo vì nó làm ô nhiễm vào môi trường, nó gây tốn kém tiền của trong nhân dân mà là cái nguy cơ hỏa hoạn là rất là cao đặc biệt những ngôi chùa cổ thì thường hay làm bằng gỗ mà làm gỗ mà đốt như thế về nguy cơ hỏa hoạn rất cao các quý vị rồi mấy năm trước có trường hợp là đốt vàng mã ở nhà cũng còn làm cháy cả cái cháy cả mấy cái nhà bên cạnh nữa vì nhà liền kề với nhau nó cháy nhà này lan sang nhà kia ở hà nội chúng ta chứ ở đâu thành phố hồ chí minh cũng có một vài trường hợp rồi mấy năm trước báo chí đang ngầm lên Cho nên cái đốt vàng mã xin thưa các vị nó không phải là văn hóa của Phật giáo Cũng không phải là văn hóa của Việt Nam chúng ta Cái khởi nguồn của đốt vàng mã này nó xuất phát từ ở thời nhà Nhà gì bên Trung Quốc nhỉ? Nhà Tần bên Trung Quốc Từ trước vua Tần Thủy Hoàng về trước Các vị vua, vị quan lại đầu chiều của Trung Quốc mà mất những người giàu có đại gia của trung quốc họ mất thì thường họ chôn theo gì tỷ thiếp Thế chôn theo vợ chôn theo à, người hầu á nó, tội đó nó rất là ác vua chết thì các cung tần mỹ nữ phải đem chôn sống theo quan niệm là để hầu gì sống làm thê thiếp của vua thì à, vua chết thì cũng phải đi theo vua để hầu hạ cho nên chôn sống ác quá thế đến sang tới tần thị hoàng À, chúng ta biết Tần Thủy Hoàng là một vị vua rất là nổi tiếng của Trung Quốc nhưng mà cũng cực kỳ độc ác. Ông ấy rất là giỏi. Ông ấy thống nhất được đất nước Trung Quốc rộng lớn. Và đặc biệt chúng ta thấy cái di tích của ông bây giờ còn để lại đó chúng là gì? Đó là cái, cái thành gì Trung Quốc nhỉ? Cái thành gì mà dài nhất thế giới bây giờ? Tường thành nhé, vạn lý trường, vạn lý trường thành. Ông là người có công xây dựng đặt nền tảng đầu tiên. Tất nhiên, á, một thời các thời vua chúa sau họ vừa tu bổ vừa xây thêm nó mới dài như thế. Nhưng mà ông là người đầu tiên đặt cái nền móng và xây dựng cái đó. Đến thời của ông ấy, thì thay đổi đi một chút. Đó chính là từ cái chỗ là tuấn táng các cung tần mỹ nữ đi theo vua thay vào đó là gì là nặn đất gì đất nung thành hình gì nặn hình nộm hình người đó thành cái lấy đất ngày xưa chưa có bê tông chưa có xi măng như bây giờ lấy đất đất xét đó trộn với gì với uh, cái uh, giấy hoặc là tải đay hoặc là cái giấy bản trộn với thì trộn với đường mía cái đường mía mình gọi là mật đó cái mật nó nó, nó hơi đen đen đó trộn vào thầy về cái chùa khai nguyên ngày xưa tượng phật hồi đó tàn toàn bằng gì đất chấu với là cái vôi với cái đường mía với đất ấy. trộn với nhau nó rất là dẻo mà thậm chí có khi nó còn tốt hơn là xi măng nữa và chúng ta thấy cái đội quân đất nung của tần thị hoàng ở bên trung quốc xem mà họ khảo cổ lên hàng nghìn năm nay hai nghìn năm nay mà nhiều pho tượng vẫn còn nguyên vẹn đấy thì sang thời tần tùy hoàng thì bắt đầu là không uh, tuấn táng này, các cung tần mỹ nữ theo vua nữa mà chuyển thành, thành đội quân đất nung ở trên uh, dương thế như thế nào thì ở dưới coi uh, âm nhà tần Thủy hoàng cũng chuẩn bị cho mình uh, tất cả quan lại tất cả những uh, binh lính uh, rồi uh, hoàng hậu uh, thê tử vân vân uh, theo mình như thế với cái uh, suy nghĩ có thể là suy nghĩ là sau khi chết đi vua là một bậc thiên tử chết đi xuống cái âm phủ thì phải có người hầu hạ vân vân để tiếp tục làm vua suy nghĩ như thế con họ mới làm vậy và song song với cái giai đoạn đó ở thế gian những người nghèo thì không thể có tiền để bỏ tiền ra để nặn cái gì nặn cái hình đất nung bằng người như thế để cúng theo cho nên nó xuất phát từ hai mẹ con một gia đình ông chồng làm nghề tiểu phu đi rừng đốn củi và hôm đó bị 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 uh, ngã và bị uh, chết ở trong rừng bà vợ uh, thương chồng quá không biết làm thế nào cho nên mới nặn gì nặn uh, mới mới uh, dùng bằng cái uh, hình thức là lúc đầu là nặn bằng cái uh, cắt bằng cái mo cau lấy cái mo cau để cắt thành hình gì hở vợ và con nhé yeah cắt thành hình vợ và con để để cho à, để đem à, để bên cạnh vào cái quan tài để trong quan tài của của, của chồng ấy để chôn ý là gì là vợ và con được chôn theo chồng làm bầu bạn với chồng ở dưới cõi cõi âm thế rồi thì à, đến ngày rỗ ba mươi bốn chín gì đó hay trăm ngày gì đó cái sách thì không nói rõ cái đó đến ngày rỗ đó thì à, lúc uh, chồng còn uh, còn khỏe á, thì chồng đi củi để nuôi uh, hai mẹ con bán củi để nuôi hai mẹ con bây giờ chồng chết rồi thì vợ thì chân níu tay mềm uh, từ trước chưa bao giờ đi lên rừng đốn, đốn củi để uh, bán cả bây giờ nuôi con bằng cách gì à, cho nên bà mới nghĩ ra một cái kế đó là gì đứa con nó cũng lớn lớn mấy tuổi rồi thế nghĩ là một cái kế cái kế đó là vào cái ngày rỗ hết của bố con đấy dạy cho con cái cách là gì đấy. hôm đó thì tự nhiên là đến ngày rỗ thì con thì con lên con khóc lóc con khóc lóc con làm ầm lên giả dạng như là bố con ấy và người hàng xóm và họ hàng đến dự cái rỗ hôm đó này là, là thấy lạ cái đứa trẻ như thế thì khóc lóc nó vừa trẻ mấy tuổi mà đã biết như thế kêu khóc lóc làm đúng như bố nó ngày xưa, thế là bảo là ở dưới thì gì buồn lắm, có một mình buồn bã, à, vân vân, à, thiếu thốn mọi cái, vân vân, thế bây giờ người vợ mới uh, nói, chuẩn bị sẵn rồi, cho nên mới cắt cái gì cái giấy, cắt cái giấy tiền vàng với cắt cái giấy hình nhân thế mạng hai mẹ con thì mới đốt, đốt xuống kia, đốt tí tí, đốt xong rồi cái đứa trẻ kia là gì? nó cười nó vui vẻ và nó không khóc nó cười vui vẻ và nó bảo là vui vẻ rồi đã gặp được hai mẹ con rồi ở dưới kia đã nhận được những cái phần vật phẩm của hai mẹ con dâng cho rồi cho nên vui lắm à, bắt đầu từ đó cái tục đốt vàng mã của trung quốc bắt đầu xuất phát nguyên thủy từ đó các quý vị à, và bắt đầu từ đó hai mẹ con sống bằng cái nghề làm vàng làm vàng mã cho hàng xóm à, đến lúc đó bắt đầu ở trong làng cứ nhà ai có người chết thì lại đến đặt cô ấy cô ấy làm vàng mã thế đương nhiên cô ấy có tiền để nuôi uh, nuôi con tục lệ từ đó việt nam chúng ta có thể là gì? do nghìn năm uh, bắc thuộc cho nên cái văn hóa của trung quốc nó xâm nhập vào việt nam chúng ta và việt nam chúng ta uh, cũng uh, tiếp thu những cái uh, tin ngưỡng của họ và cái tục vàng mã thì nó cũng bắt đầu ở từ đó các vị. Còn trong Phật giáo chúng ta không có đốt vàng mã, Phật giáo không đốt vàng mã. Đấy thì cũng nói như vậy để chúng ta cũng biết được thêm. Vì vậy phật tử này bảo làm vàng mã này thì để xuất khẩu đi Đài Loan, hỏi có tội không? Có tội hay không thì thầy không dám khẳng định là có tội hay không. Vị cứ lên trên Tam Bảo mà hỏi Phật tổ xem có tội hay không nên <laughs> tam bảo hỏi phật tổ có tội hay không bây giờ thầy bảo tội thì cũng khó lấy gì để chứng minh bây giờ thầy bảo không có tội thì cũng khó như vậy là thầy lại nói trái với lời phật dạy lời bồ tát quan Âm dạy mà ngày xưa thầy được học được đọc được biết cho nên nay xin kể ra câu chuyện đó để cho phật tử này gì tự suy nghĩ đi còn thầy cũng không dám nói là phật tử này làm như thế là có tội cũng không dám khuyên Phật tử này cứ thế mà làm mà tiếp đi để mà lấy tiền mà nuôi con cái, nuôi gia đình mà làm giàu vân vân. Nếu Thầy khuyên như thế là trái với lời Phật ý tổ, trái với cái thuần mong phong mỹ tục của Phật giáo chúng ta. Vì Phật giáo chúng ta nói thật vì không có đốt như cái đó. Cái dân gian thôi, cái tín ngưỡng dân gian xuất phát như Thầy nói là xuất phát từ Trung Quốc như thế thôi. Đó, cho nên cái trường hợp này thì thầy cũng đưa ra cái dữ liệu cái câu chuyện như thế và phật tử này và những ai có bất cứ những ai đang làm cái nghề vàng mã hoặc những cái nghề tương tự như thế thì phải suy nghĩ ví dụ làm mắm này bán quan tài này buôn bán quan tài và làm nghề vàng mã này nên suy nghĩ Đó.